Dạ em xin chào anh chị ạ, chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chậm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG quận 3 và Gò Vấp nha anh chị. Hiện tại địa chỉ MG quận 3 của tụi em có địa chỉ là 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu quận 3 và địa chỉ ở Gò Vấp là 786B Nguyễn Kiệm, phường 3 quận Gò Vấp, cạnh ở bên là bệnh viện 175 nha anh chị. Thì nếu anh chị mình chưa biết đường tới cái showroom em á thì anh chị cứ kết bạn Zalo với em là theo cái hotline em để trên bài viết. Và em sẽ share cái vị trí mà trực tiếp để anh chị có thể là tới cái đại lý showroom của em dễ dàng hơn. Thì hiện nay vào dịp cuối năm á, thì hiện tại bên em đang sẵn các màu giống như là màu trắng, màu đỏ và màu bạc với những mẫu xe ZS giao ngay nha anh chị. Và chương trình khuyến mãi cuối năm cực kỳ tốt để anh chị có thể đón một cái xe về nhà để mình có thể là vi vu mùa lễ Tết. Thì hiện tại cái phiên bản em đang quay đây chính là phiên bản MG ZS Comfort, phiên bản giữa của mẫu ZS 2021 nhập Thái nha anh chị. Và là nó màu bạc anh chị. Thì cái màu bạc này thì ở cái thị trường Việt Nam á, đặc biệt là cái dòng ZS của tụi em rất là giới hạn. Nó giới hạn ở đây có nghĩa là cái nhà máy nó sản xuất với cái số lượng ít đó anh chị. Và cái phiên bản này đây là dành cho những anh chị nào mình cũng quan tâm tới cái mức thực dụng của xe, giống như là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng mà mình sẽ không cần phải độ chế gì quá nhiều anh chị. Vì ở phía trước đã có, đó chính là cái cặp đèn sương mù rồi. Và ở bên trong á thì là những cái thứ mình không độ được, giống như là cái số túi khí nè, và đặc biệt là cái phần loa nếu mà anh chị ngại độ chế. Vì ở phiên bản giữa cái số loa trong phần nội thất là 6 loa giống như là phiên bản cao cấp, và số túi khí là 4. Thì đối với cái phiên bản giữa thì nó sẽ có một cái số chi tiết ở trong phần nội thất khác với phiên bản tiêu chuẩn nữa. Thì lát em sẽ quay cho anh chị xem trước khi mà em đánh giá về tổng quan chiếc xe này. Dạ thì hiện nay giá của phiên bản giữa có giá là 569 triệu nha anh chị, và bao gồm những cái chương trình mà khuyến mãi tiền mặt hấp dẫn và có tặng full bảo hiểm vật chất 2 chiều và các gói phụ kiện theo xe giống như là phim cách nhiệt nè anh chị, thảm sàn và là cái cam hành trình. Thì đâu đó nếu mà cái chi phí lăn bánh á, tại khu vực Hồ Chí Minh sẽ rơi vào khoảng đó chính là 640 triệu anh chị. Còn mà ở tỉnh á, thì có thể thấp hơn theo tùy khu vực, tại vì là tùy theo các tỉnh sẽ có là cái tiền dịch vụ đăng ký ra biển nó khác nhau, cho nên là sẽ có cái phần mà chênh lệch lăn bánh. Thì khi anh chị nhắn tin cho em qua Zalo, cái số điện thoại em để trên tiêu đề, em sẽ gửi cho anh chị một cái bảng giá lăn bánh chi tiết để mình có thể là tiện theo dõi hơn nha anh chị. Thì đối với phiên bản giữa thì như em quay đây, thì ở phần trước thì đèn xe nó là đèn full LED nha anh chị. Đây là đèn full LED của chiếc MG ZS phiên bản giữa, và là có cân chỉnh góc chiếu luôn nha anh chị. Còn ở phía dưới đây là cặp đèn gầm, đó là đèn halogen. Thì khi mà anh chị đi các vào các vùng giống như là Đà Lạt có sương á, thì đèn halogen nó sẽ phá sương tốt hơn. Và đặc biệt là mình đi trong cái thời tiết mà khí hậu xấu giống như là mưa thì mình sẽ di chuyển thuận lợi và có tầm nhìn tốt hơn. Và ở phiên bản giữa thì tất nhiên anh chị không cần là phải độ về cái phần mà đèn gầm. Và thường em thấy đa số các anh chị mà mình mua bản giữa, thường là mình thấy là cái nhu cầu ở bản giữa là đủ. Ví dụ giống như là nó có đèn gầm nè, rồi đèn full LED giống như là phiên bản tiêu chuẩn. Và ở trong phần nội thất thì nhiều anh chị mình không thích cửa sổ trời, nhưng mình lại thích cái sự an toàn, đó là xe nó nâng cấp được thêm là 4 túi khí và là có 6 loa giống như là phiên bản cao cấp. Nhu cầu thực dụng như thế là đủ. Và nếu mà mình cần thiết thêm á, thì cái tương lai sau này nếu mà mình thích á, thì mình có thể là lên thêm cái ghế điện hoặc là cái cam 360 giống như là phiên bản cao cấp thôi. Nhưng mà nó lại chênh lệch không có nhiều quá với phiên bản cao cấp. Vì hiện tại phiên bản giữa sẽ chênh lệch so với phiên bản cao cấp là khoảng 50 triệu nha anh chị. Và đây là khoang động cơ của chiếc MG ZS 2021 nhập Thái. Thì xe xài máy 1.5 lít hút khí tự nhiên, máy xăng, và cùng với đó là hộp số CVT giả lập 8 cấp nha anh chị. Thì kết hợp hai điều này lại thì anh chị sẽ vận hành rất là êm ái, mượt và cảm giác xe nó không bị giật. Kể cả đó là tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị. Thì hầu như các khách hàng mà đã sở hữu xe ZS bên em đi, cái mức tiêu thụ nhiên liệu của ZS nhập Thái rất là ổn anh chị, đi rất là tiết kiệm. Nếu mà mình đi ngoại đô thị á, thì chỉ tốn là từ 4.8 đến 5.4 lít trên 100 cây thôi. Đi kết hợp thì tốn từ 6 đến 6.2 lít trên 100 cây. Và nếu mà có đi thành phố á,
thì nó chỉ trung bình là từ khoảng 7 đến 8 lít trên 100 cây. Khi nào mà kẹt xe dữ lắm anh chị thì là nó dao động từ 9 đến 10 lít trên 100 cây. Nhưng đó là đối với những xe Rodai mình chưa có đi trải qua những kỳ bảo dưỡng giống như các mốc lớn như 10 20 ngàn. Thì nếu chị đi thêm các mốc đó thì mình sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và cái xe nó sẽ nhẹ hơn. Và nói về cái độ bảo dưỡng á thì bên em cũng bảo dưỡng đó chính là 10.000 cây một lần, khác với các hãng phổ thông là 5.000 cây. Thì anh chị đã đi rồi thì bên em sẽ bảo dưỡng theo mốc tiêu chuẩn châu Âu và các mẫu xe Đức như ở Việt Nam giống như Mercedes, Audi, BMW, anh chị sẽ thấy bảo dưỡng ở mốc 10.000 cây. Thì đây là một cái chi tiết nhỏ nói về cái chất lượng của xe thôi anh chị. Và đây anh chị, trên cái xe của tụi em á thì sẽ rất là nhiều cái linh kiện của Bosch nha anh chị. Cho nên là nếu anh chị nào mình đang an tâm hoặc là mình đang lo ngại, không, mình đang lo ngại về cái chất lượng của xe thì anh chị có thể thấy, mình có thể tới trực tiếp của showroom em để mình xem cái khoang động cơ là có cũng rất là nhiều cái linh kiện của Bosch và xe nó cũng xài cái công nghệ an toàn của Bosch nha anh chị, và là sở hữu công nghệ an toàn nhiều nhất phân khúc luôn. Thì lát em sẽ quay cho anh chị xem cái công nghệ an toàn mà có trên xe. Và tổng quan lại á thì xe của em nó xài động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, có công suất là 112 mã lực và mô men xoắn là 150 Newton trên mét. Thì cái xe này nó cũng không quá yếu và cũng không quá mạnh anh chị, nó đi vừa đủ cái phù hợp trong cái yếu tố mà mình đi trong nội đô nhiều và mình có đi ngoại đô á thì chiếc xe này nó cũng đáp ứng được luôn. Và nếu anh chị có đi đường đèo giống như mình ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, các vùng mà mình có đường đèo á thì anh chị cũng yên tâm luôn, vì xe nó sở hữu cái công nghệ an toàn tốt nhất khi mình đi đường đèo, vì nó có cái công nghệ là kiểm soát phanh ở góc cua nè, kiểm soát độ bám đường và nguyên một cái hệ thống cân bằng động, và để anh chị có thể là đi trong những cái địa hình đó tốt nhất. Và chưa kể là xe nó có giả lập cấp số nữa, cho nên là anh chị có thể là kéo mô men xoắn của xe khi mình giả lập lên các cấp giống như là từ 1 đến 8 để cái xe nó vận hành là tốt nhất. Thì các anh chị của bên em thì đã mua ở các vùng giống như là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Nha Trang rồi, cho nên mình có di chuyển qua lại giữa các vùng đó đó thì mình vẫn sẽ di chuyển là tốt và là không có vấn đề gì cả, dù là mình tải là cả 5 người nha anh chị, đi lên đi về và thậm chí về khu vực Hồ Chí Minh để bảo dưỡng đi lên trong ngày rất là khỏe luôn. Dạ, về phần thân xe thì em có thể nói là cái phiên bản giữa thì nếu mà nhìn từ đằng xa thì cũng không khó, rất là khó phân biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Nhưng cơ mà với cái mẫu xe ZS 2021 nhập Thái như bên em thì xe đang có kích thước tổng thể lớn nhất phân khúc, đó là chiều dài 4m323 và chiều ngang là 1m809, còn chiều cao là 1m653 nha anh chị. Nó sẽ mang lại cho một anh chị một cái khoảng không gian rất là thoải mái và rộng rãi khi mình ngồi trong khoang nội thất, và đặc biệt nhìn cái xe nó cũng bề thế và rộng rãi hơn nữa. Thì với cái tầm tiền mình bỏ ra chỉ là lăn bánh nếu ở thành phố là đâu đó 640 triệu, chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi cộng thêm ví dụ giống như là phụ kiện á, thì hiếm có cái mẫu xe nào mà có sở hữu cái kích thước tổng thể mà tốt đến như vậy. Và đặc biệt hơn á, là cái chương trình hậu mãi của cái mẫu xe MG ZS bên em đang rất là tốt, đó chính là bảo hành 5 năm không giới hạn số km, tặng 2 năm bảo dưỡng miễn phí cấp 40.000 và tặng cái gói cứu hộ MG Care 24/7. Thì cái gói cứu hộ này anh chị sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi, giống như là mình có bị hết bình, quên chìa khóa hoặc là bị bể lốp hoặc là gặp những cái sự cố kỹ thuật thì bên em sẽ có đội ngũ hỗ trợ 24/24 để hỗ trợ cho mình. Dù là tối đêm thì bên em vẫn có là cái đội ngũ hỗ trợ mình hết. Thì khách hàng em đã trải nghiệm cái dịch vụ này rồi và chưa có khách hàng nào là phàn nàn về cái dịch vụ là bị chậm trễ hay là không có sự hỗ trợ cả. Thì hiện tại thì phiên bản giữa sẽ có đầy đủ, đó chính là cảm biến áp suất lốp và là có cruise control ga tự động luôn nha anh chị. Còn bốn phanh á, đều là phanh đĩa hết và khoảng sáng gầm xe là 170 mm theo đúng cái tiêu chuẩn mà những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ hạng B luôn. Thì hiện tại mẫu ZS như em nói từ đầu clip đó là nhập Thái và có cái tiêu chuẩn đó chính là Asian NCAP 5 sao, cái mức an toàn tối đa dành cho những cái mẫu xe mà em thấy nếu mà chất lượng về cái dàn tôn đó anh chị. Thì đây em quay cái tiếng động cho anh chị nghe, đây rất là cứng cáp luôn anh chị, và cái tiếng đóng cửa rất là chắc. Khi anh chị tới cái showroom tụi em, anh chị có thể là cảm nhận về cái độ mà chắc chắn lẫn hoàn thiện của chiếc xe, và khi anh chị lái thử anh chị sẽ cảm nhận được luôn là đó chính là cái mức cách âm của xe so với các xe khác trong tầm tiền và phân khúc nó sẽ tốt ở cỡ nào nha anh chị. Về phần thân xe anh chị có thể thấy là cái gương này sẽ là gương cập điện và chỉnh điện. Thì khi anh chị cầm cái chìa khóa thông minh bên người thì mình chỉ cần bấm vào cái nút mã rơm
này và là có nút bấm thông minh, thì xe nó sẽ tự động gập lại. Và khi anh chị ngồi trong xe, mình vẫn có thể là điều chỉnh cái gương gập lại trong xe bằng cái phím bấm hồi nãy em có quay nha anh chị, để gương nó tự gập, để khi mà mình vào các địa hình hẹp á thì mình vẫn có thể thoải mái. Và ở phần mâm á, thì mâm là mâm 16 inch, xài lớp matte, và là mình có thể là sơn mâm thêm để nhìn thể thao, không kém gì so với phiên bản cao cấp nha anh chị. Thì cả bốn bánh đều có cảm biến áp suất chất lớp trực tiếp và có chức năng làm khô phanh đĩa nha anh chị. Hiếm có mẫu xe nào trên thị trường Việt Nam á, trong cái tầm giá này sở hữu hai cái tính năng đó. Và kế tiếp đây em sẽ quay về cái phần mà đuôi sau cho anh chị xem. Vậy đây là về phần đuôi sau của chiếc MG ZS phiên bản giữa. Thì xe hiện tại là ở phiên bản giữa đều có, đó chính là cái cảm biến va chạm phía sau và là có cái cam lùi đầy đủ luôn nha anh chị. Và khi anh chị mua xe á, thì bên em sẽ tặng cho anh chị đó chính là cái cam hành trình trước và sau, có thể nhớ để mình ghi hình đầy đủ luôn. Và đây là em sẽ mở cho anh chị xem cái phần cốp trong xe rất là rộng luôn. Và đây anh chị, cái phần cốp trong xe mình có thể là điều chỉnh linh hoạt, đó là mình để cái phần mà cái đây, rồi mình nâng cái mức này lên để mà cho cái dung tích khoang hành lý khi mình gập hàng hai xuống nó sẽ rộng hơn nha anh chị. Đây em vừa nâng lên thì khi mình gập hàng hai xuống á thì cái khoang hành lý nó sẽ rộng hơn và nó gần lên tới là 1200 lít khi mà mình gập hàng thứ hai xong luôn. Dạ vâng, còn đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe nha anh chị. Đây rất là tiết kiệm. Và nếu anh chị đi á thì trên thực tế nó có thể là sẽ tiết kiệm nhiều hơn là những cái mà thông số mình có thể tham khảo, và tùy theo chân ga của mỗi anh chị nữa nha anh chị. Vậy đây, đến với phần nội thất của xe MG ZS phiên bản giữa, thì ở cái phần này ở cả bốn cánh cửa đều là có bọc da rồi anh chị. Nó khác so với phiên bản tiêu chuẩn là sẽ bọc nỉ. Còn ở phần ghế á, thì ghế trên xe là ghế da và là chỉnh cơ 6 hướng nha anh chị. Nó có 4 túi khí và là 6 loa. Thì ở phiên bản giữa thì cũng giống như là các phiên bản kia đều sở hữu, đó chính là cái gương mà mình chỉnh điện ở đây và là cái đèn cân chỉnh góc chiếu ở phía này. Và tất nhiên vô lăng xe sẽ được, đó chính là bọc da và đầy đủ các nút điều khiển nha anh chị. Cái phần mà em thấy đắt giá và em cũng rất thích trên các mẫu xe MG ZS 2021 nhập Thái, đó chính là cái phần phanh tay điện tử và auto hold. Có hai chức năng này đi trên xe rất là tiện dụng. Và cái xe này mình có thể là để cho là một cái gia đình mà giống như vợ lẫn là anh chồng mình có thể là sử dụng xe được luôn, vì hai cái tính năng này như anh chị biết nó sẽ tiện hơn phanh tay cơ và thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Và đây là khoang nội thất và đây là cái tính năng là cruise control. Khi mà mình để dưới đây á thì anh chị sẽ rất là tiện dùng và mình không có cần phải là chú ý nếu mà mình đặt cái cruise control ở cái phần vô lăng. Ở đây thì anh chị sẽ dễ set tốc hơn, thì mình chỉ cần là gạt về và đi đủ ít nhất là 40 cây, mình bấm vào nút set thì ga tự động nó sẽ đi. Ba chế độ lái trên xe, đó, mình có thể là tác động vào cái lực đánh vô lăng, giống như đây là anh chị sẽ chuyển vào cái lực đánh vô lăng nhẹ nhất là Urban, và Dynamic là cái vô lăng nó sẽ đầm và chắc giống như là trừ lực lái thủy lực. Và nếu mà anh chị có quan tâm về cái phục vụ mà giống như là cái nhu cầu mà âm thanh á, thì tất nhiên phiên bản giữa nó sẽ giống như phiên bản cao, thì loa của nó đó chính là 6 loa âm thanh 3D Yamaha, tùy chỉnh vùng âm thanh luôn. Và xe nó cũng có là lọc bụi siêu mịn BM 2.5 nha anh chị. Đây em quay cho anh chị xem các cái phím bấm mà piano ở phía dưới đây. Và ở trong xe nó cũng có, đó chính là cái chức năng xe kính trước nè, xe kính sau. Thì khi mà anh chị kích hoạt xe kính sau á, thì nó sẽ xáy cả hai bên gương chiếu hậu luôn nha anh chị. Đây là một tính năng ẩn của xe. Tuy là ở cái phần mà gương chiếu hậu không có logo xáy kính, nhưng mà xe bên em vẫn có thể là xáy kính được nếu mình bấm vào xáy kính sau. Và xe nó sẽ có 4 túi khí. Thì đây là những cái chức năng mà em thấy rất là nhiều anh chị mình hạn chế, vì nếu mình tác động đến loa thì mình sẽ dễ bị mất bảo hành dàn điện. Còn về túi khí thì không độ được rồi. Cho nên là một cái mẫu xe như MG ZS Comfort á, thì sẽ phù hợp với nhiều anh chị nào mà mình không thích độ hơn. Và ở cái phần mà cái gương trong nắng này nè, là ở phiên bản tiêu chuẩn nó không có cái gương trang điểm nha anh chị, còn ở phiên bản giữa nó sẽ có. Vậy đây là hàng ghế thứ hai của chiếc MG ZS phiên bản giữa. Thì như anh chị có thể thấy á, thì cái khoảng không gian ở phía sau, nếu anh chị có thể tới showroom xem trực tiếp á, thì nó sẽ rất là rộng rãi. Và so với một cái mẫu xe 5 chỗ á, thì ngồi nó
cực kỳ rộng luôn chị, nếu mà mình có thể tới xem trực tiếp. Và cái phần cửa gió anh chị là sẽ có hai cái cổng USB phía sau để phục vụ các cái nhu cầu mà cần thiết trong cái cuộc sống của mình luôn. Và anh chị có thể tới để trải nghiệm cái dàn lạnh của xe, thì em thấy hoạt động rất là tốt. Thì nó hoạt động theo cơ chế là lúc mà mình lên á thì gió và là cái không khí lạnh nó sẽ lạnh từ từ lên, chứ không phải là lên là cái lạnh liền, để tránh cái tình trạng sốc nhiệt. Và một phần nữa em rất là thích đó chính là cái khoảng gầm của xe được thiết kế nó rộng như vậy nè. Thì khi mà anh chị mà có duỗi chân ra thì mình vẫn cũng rất là thoải mái luôn. Giờ đây anh chị, những cái công nghệ an toàn trên xe mà em gọi đó là nhiều nhất phân khúc, đó chính là xe phiên bản giữa, nó vẫn giống như cả hai phiên bản kia, đó là có cái hệ thống ổn định thân xe điện tử nè, kiểm soát độ bấm đường nè, cảm biến áp suất lốp nè, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát phanh ở góc cua, chức năng làm khô phanh đĩa và các công nghệ cơ bản giống như là ABS và hỗ trợ lực phanh, phân phối lực phanh điện tử EBD đều có đủ. Và đặc biệt cái hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp là không phải là cứ có mẫu xe nào là cũng có là về cái phần công nghệ an toàn này nha anh chị, nhưng là ở ZS 2021 nhập Thái của tụi em đều là có hỗ trợ cái phần công nghệ an toàn này luôn. Và những cái công nghệ giống như là cảnh báo phanh khẩn cấp thì đều có đủ. Và nếu mà anh chị có tới xem xe á thì anh chị có thể trải nghiệm về cái khung gầm lẫn là hệ thống che của xe, là nó đang nằm ở cái tầm giá tuy là 569 triệu, chưa bao gồm khuyến mãi thôi, nhưng mà có một cái trải nghiệm thực sự chất lượng nếu anh chị có thể là mình tới mình lái thử thử. Và em là Cao Tuấn nha anh chị, chuyên viên tư vấn tại đại lý Em Dĩ quận 3 và Gò Vấp. Thì nếu mà anh chị có nhu cầu mình xem xe hoặc là cần tư vấn rõ hơn về thông tin xe lẫn là ngân hàng, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em nha anh chị. Dạ rồi, em xin chào anh chị ạ.